Trời ơi, hai ơi. Hai, nhà Út sập rồi. Trời ơi, sao nhà Út sập vậy? Rồi Út đâu rồi, nhà Út sập rồi, Út đâu rồi, kiếm Út đi. Trời ơi, hai ơi, sập luôn rồi, hai ơi, sập xuống nước luôn rồi, hai ơi. Nhà Út sập rồi, Út đâu rồi ta? Đi kiếm Út đi, để lên. Chắc Út sao dưỡng. Đi. Đống lửa còn đốt mới nè. Đốt gì đâu. Út ơi. Dương Tư ơi, có gặp Út Linh đâu không? Nhà Út Linh sập rồi. Cô nói nãy mà nhà sập hả? Nhà Út Linh sập hả? Dạ. Ủa Dương Tư nãy giờ vòng vòng ngoài có thấy sập đâu? Mới, con mới thấy nè, con thấy sập cái bếp sập xuống nước luôn rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Để lát kêu Út Linh ra sửa lại quá. Kiếm Út vòng 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 nè, xong cái về giờ thấy Út. Ừ, Út đi ra nhà ông nội cho sửa nhà chứ Út á. Mà ông nội đi sớm mà không có nhà. Út mới về nè. Còn hãy cho hai con đâu. Hai con đi kiếm Út. Ra Út, Út Linh ra hè nè. Đang kêu đang dọn chắc chỗ con hà. Rồi Út sao nó bị sập vô? Ừ, ông nội bắt trước, ông nội kê cái cây đà ngang dưới á. Rồi lâu ngày quá rồi bị mưa ướt này kia nó mục, nó sập luôn. Trời ơi. Rồi vô Út Linh ba đồ ra. Có chỗ rửa chén khỏi cần bước xuống kia luôn rồi. Sập nè, con kinh này chưa mốt thì kinh nổi không? Hay nè, hay. Tung đổ nước ra rồi. Út xuống nước không sợ té hả? Út biết bơi. Không, Út không sợ. Ủa tại Út biết bơi, không có biết bơi đúng không? Ủa Út ơi, con đó con gì Út? Con nhái hay gì Út? Ủa mà con nhái đâu có màu xanh đâu, sao con đó màu xanh vậy Út? Ờ, con ảnh ương hay bồ tọt thì Út cũng không gành, Út không biết nữa con. Về với Dựng Tư với chú Chính của Quỳnh á, làm xong rồi vô làm giùm Út. Rồi nặng thiệt đó nha. Thôi hai ơi, hỏi có đồ ăn ăn rồi nè. Cái gì vậy? Ổi. Sao nè? Ủa sao có ổi gì Út? Nãy Út vô ông nội rồi Út về Út thấy, Út thấy luôn rồi đưa Út con chổi. Út ba ngày xuống hay vô. Hai con về có cha con về không Quy? Dạ có, cha con đi rút cơm rồi. Hả? Ừ vậy thôi, cha con có vô kêu cha con. Dạ tốt. Chứ chỗ cái sàn đó lên nó cũng nặng. Chị ơi, chịu gì á? Dạ, sập cái cây nó gãy ngang chứ. Trời ơi. Trời ơi, chết chết tên làm đây. Ở trong tủ nè, mới đem ra chỗ. Đốt phát rồi, mưa ướt dẹp, đốt trần thân luôn. Cháy hết không? Cháy, xém rồi. Tường con ơi, mấy này qua bệt chứ. Rồi chị hai đâu rồi Tường? Dạ, chị hai đi nhờ Dương Tư làm thủ Út rồi. Dạ, nhờ Dương Tư vô ấy hả? Chết mồ cái này. Anh xin xếp em này ha. Cái này sao ta, cái này dễ cái đà ngang hả? Dễ cái cây bự ở dưới luôn lắm. Bộ cái này có mình một, vì sao nâng lên nổi? Có, có. Tôi kêu Dương Tư có không biết. Rồi, đem đồ ra là chắc cũng nhẹ mà. Chẳng biết nặng. Vừa không? Chết bồ, hơi cứng này.
mình một cha sao làm được. Cái này đợi chắc đợi ông nội về phụ với cha chứ không mình cha sao làm. Giờ để cha đi mần mấy con chuột, nãy cha đi đốt cơm chụp được mấy con chuột kìa. Mần mấy con chuột cho con ăn đi rồi để thôi nó xình. Con làm gì Tường? Dạ con đốt rồi con để. Ờ con tạc con chừng bé lại đừng đi. Quý ơi. Dạ. Con ra con coi là cơm gì mốt uống đi nhổ kiệu vô xào ăn. Dạ. Mày coi nha. Ok dạ. Nha. Con thấy nước ướt nhẹp đừng đi, tình không cần. Xong rồi đây. Đó. Rồi nè, mấy con chuột này giờ muốn ăn gì đây? Muốn ăn nước. Con cũng muốn ăn nước. Đây, muốn ăn nước vậy hả? Có kiệu nè, hai sào không? Kiệu hả? À, Út có kiệu kìa, có mấy con muốn ăn sào kiệu không? Con không thích ăn sào kiệu. Ừ. Kiệu không ăn. Nướng rồi, ăn nướng thì nó muốn ăn nướng không à? Vậy kiệu em xài em ăn đi. Chuột kiệu, chuột này sào kiệu ngon lắm. Con chỉ ăn được chuột nướng. Thì nó ngộ hả? Nướng phải không? Rồi nướng cho hai con hết. Năm con. Cha không ăn đó, có mình cha không lẽ cho xào nữa mất công. Anh lên cho xào con. Rồi. Cơm này chắc nước chưa? Chắc rồi đó, con chậm nhiều quá nó khét em. Rồi, chắc nước rồi, còn đừng thổi nữa. Ủa bây giờ cái bếp ở trong sập rồi giờ Út làm luôn hết. Để làm đỡ. Nên là mời mốt mình cất cái nhà bếp bên đây luôn đi cho khỏi mất công sập nữa. Mỗi lần sập về đồ mất mệt. Út ơi, cái củ kiệu này Út hái đâu á? Út trồng đâu ấy phải đâu. Ủa vậy sao nãy Út đi hái mà Út không có kiệu con? Con mất chơi với chị Hai rồi. Củ kiệu mà hái thì con củ kiệu trồng dưới đất gọi là nhổ, giống như phơi mì cái thấy không? Còn ở trên cây á mới gọi là hái. Phơi mì rồi đào luôn rồi. Nhổ phơi, đào phơi gì củ kiệu dưới đất vậy. Đào củ kiệu. Không có đào, nhổ. Được không? Dạ được. Làm nhanh cái ngày chiều rồi đó. Coi chừng đứt tay nha. Xem con chú tay. Chú tay làm tới chiều cũng không. Mấy cái củ là con đập cho dẹp găng nha. Đốt vô mấy giờ bữa đập cho. Út ăn xào kiệu không? Út xào kiệu chín rồi đó. Con với cha con làm thì làm đi nha. Trời ơi, ba kiệu xào ngon quá trời luôn vậy nãy. Bỏ chuột vô ngon rồi mà hai đứa con chịu ăn. Bỏ chuột vô ngon quá cháy luôn. Ngon, hơn tỏi không? Xào hơn tỏi được rồi, cắt tường thèm mình nè. Cho miếng. Thơm quá. Thấy chưa? Đó, hồi nãy vậy đó. Ngon không? Thật vậy mà nãy chuột bỏ vô á, xào chung kiểu nè. Là con thấy con tưởng tượng này con ăn vậy con thấy ngon phải không? Có chuột vô nữa ăn sao? Chuột xào tỏi. Thấy, chuột xào củ kiểu ngon dữ dằn luôn, không chịu ăn. Rồi ăn nướng. À, rồi ăn nướng đi cho nướng đi, Út lên xong phải không? Rồi ăn xong rồi đó. Rồi, để cho nướng. Ồ, hết cái ấy bên đây đâu rồi. Nó gãy rồi con. Dạ con miếng nữa. Miếng nữa hả? Chữa ba chuột nãy giờ. Ăn nữa thấy không? Không biết ăn mà giờ. Thấy để bỏ chuột vô là ngon rồi, không chịu. Kiểu sao chuột là ngon thầy luôn á. Nhưng mà bỏ chuột vô là không có được. Là món nhậu của mấy ông nhậu luôn đó con. Bỏ chuột vô là con ăn kiểu không? Kỳ á. Tại chưa ăn á, chưa ăn lần nào vậy đó. Có thử biết liền. Để cho mấy Út quên rồi. Rồi để cho nướng.